Hello, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình xịt cái cự bông lần 1 cho cái bông này của mình ha. Thì cái bông này là mình chúc đèn vào ngày 8 tháng 2 âm lịch nha. Thì bữa nay nó lớn như vậy rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xịt cái cự bông đầu tiên cho nó ha. Thì cái bông bữa nay nó cũng lớn rồi, cái này mình xịt cũng trễ 1-2 ngày rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình xịt cho nó ha. Thì mình sẽ quay lại cái video này để mình làm một cái thử thách là làm trái thanh long á theo cái kiểu truyền thống và tiết kiệm nhất ha mọi người. Cái thuốc sâu này xịt kiến cũng rất là hiệu quả và quản lý cái vỏ chỉ á cũng rất là hiệu quả ha. Thì nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái bài thuốc xịt bông lần thứ nhất nha mọi người. Cái bài thuốc xịt bông lần thứ nhất cũng đơn giản thôi mọi người. Mình chỉ xịt những cái mà làm cho nó dày tay và nó mập bông lên ha. Thì mình có canxi bo này. Cái canxi bo là không thể thiếu cho xịt bông nha. Thì mình sẽ xài chai canxi bo này nha. Rất là hay luôn. Cái thành phần của nó này mọi người. Nó gồm có canxi này. Xong rồi nó có thêm những cái như là chất kích thích như là ketokinin này, GA3 này. Thì mình xài cái chai này nha. Cái canxi bo này mình thấy xịt cũng rất là hay nha, nó xịt cho rất là nhiều loại cây trồng luôn. Ở đây nó lớn trái này, chống rụng trái, da bông đồng loạt và chống vàng lá xoăn đọt nha. Thì cái này mình sẽ xịt 15C nha mọi người, cho bình 8 lít nha. Đầu tiên là cái canxi bo nha. Tiếp theo là mình sẽ xịt cái tai voi nè. Mình sẽ xịt hai gói tai voi nha. Cái tai voi này á thì mọi người xịt là làm cho cái tai nó dày lên nè. Và cái bảng nó to á thì nó sẽ hạn chế được cái tai lá lúa nha. Thì tai voi này là mình xịt hai gói cho bình 8 lít luôn nha. Thì cái tai voi này á mình thấy làm thanh long là hầu như là bà con cô bác ai cũng xài hết á. Thì tiếp theo mình sẽ xịt cũng là một cái sản phẩm về tai luôn nha. Nó mình chủ yếu mình xịt bông á thì mình xịt cho cái tai nó đẹp thôi. Để cho mình sau này cái bông nó thành trái á, nó đã có cái bộ tai rồi nha. Thì tiếp theo là hai gói An Phú Thịnh nha mọi người. Thì cái gói này là gói kéo tai dài, tai dày tai, xanh tai thanh long của An Phú Thịnh nha mọi người. Thì cái gói này mình sẽ pha hai gói cho bình 8 lít nha. Cái gói này thì mọi người cũng quá quen với nó rồi. Tại vì làm thanh long là đa số là ai cũng sẽ xài qua những gói này hết á. Những cái gói thuốc này nó rất là đơn giản nhưng mà mình thấy nó không thể thiếu được nha. Thì tiếp theo là mình sẽ xịt một cái gói thiên long nha mọi người. Cái gói thiên long này á, thì mình sẽ pha cho bình 8 lít á. Mình sẽ pha cho cái mình lấy cái cốc mình đông nha. Cái cốc đông cc của mọi người á. Thì mình sẽ lấy cái cốc này nè. Đó mọi người thấy cái cốc không? Thì mình sẽ đông cho 15C nha. Thiên long này á, mình sẽ đông cho cái cốc 15C này. Và mình pha cho bình 8 lít nha. Thì xịt thuốc nó cũng đơn giản thôi. Còn một cái nữa nha mọi người. Cái này mình xịt và cho nó mập bông lên nè. Nó dưỡng bông nữa. Thì mình có cái gói siêu gia hoa này nha. Nó phân hóa mầm hoa nhanh nè. Thành phần của nó là đạm, lân, kali thôi nha. Và những cái thành phần như là sắt, trung vi lượng nè. Thì thằng này cái lân nó cao á. Nó là mình xịt vào á, nó sẽ dưỡng cái bông của mình nó mập ha. Đó, thì mình xịt cái này mình sẽ đông cho 30C. Cái cốc đông 30C á, mình sẽ đông hai cốc nha. Thì mình cứ đông đến 30C thôi như cái cốc này nè. Mình đông đến 30C nha mọi người. Thì mình sẽ đông hai lần thì coi như là 60C á. Mình đông vào cái cốc này xong mình pha cho bình 8 lít nha. Đó, thì ok, cái bài thuốc của mình á, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó sẽ có bao gồm là nè, tai voi nè, canxi bo nè, xong rồi kéo tai An Phú Thịnh nè, thiên long nè, rồi một cái gói dưỡng bông nữa nha. Cái thiên long này á, mọi người làm thanh long thì ai cũng biết nó rồi. Tại vì nó là kích thích sinh trưởng á. Nó làm cho cái trái của mình nó sẽ lớn lên và là tăng cái sinh khối lên ha. Chẳng hạn như mình xịt bông vào á, nó sẽ làm cái bông của mình lớn lên, mập lên. Và nó kéo dài cái bông mình lên ha. Kéo dài những cái tai ra.
thì cái xịt bông á, mọi người nên nhớ là cái An Phú Thịnh này mình thấy là mình rất là hay xài, tại vì nó kéo tay á, nó kéo cho cái tay nó dài lên, thì làm cho cái tay sau này á nó sẽ không có bị cháy lá lúa, và cái bông nó nở nó thành trái non á là nó đã có một cái bộ tay rồi nha. Thì cái An Phú Thịnh này kéo tay này cộng thêm cái tay voi này vào, thì tay voi nó sẽ làm mập cái tay lên, cái tay nó sẽ nở cái bảng to lên, nhưng mà cái thằng An Phú Thịnh này nó sẽ kéo cái tay nó dài ra, thì là nó sẽ vừa ha, nó vừa to mà nó vừa dài ha, sẽ rất là đẹp ha. Còn cái thuốc nấm á, thuốc nấm mình sẽ có, mình sẽ xài cho cái chai, mình sẽ xài thuốc nấm Piaso nha mọi người. Thì chai thuốc này á là của Đức nha mọi người. Mình xài cho thanh long này mình sẽ pha cho 1c 1 lít nước nha. Thì mình cứ pha như vậy thôi. Thì mọi người pha có khi là 8 lít nước mình đổ 10c thì nó cũng không sao đâu nha. Chỉ là nó hao thuốc hao tiền thôi nha. Tiếp theo là cái chai thuốc sâu nha mọi người. Thì thuốc sâu á mình sẽ xài cái thuốc sâu Gali nha mọi người. Gali của Adama nè, thương hiệu lớn luôn nha. Thì cái thuốc sâu này nên mình xịt cái côn trùng chích hút với lại quản lý bọ trị nè. Rồi xịt kiến nè, nó rất là hay nha. Khi mà mình xịt kiến á, mình xịt trong vòng có 5 phút thôi, mình quay lại là con kiến nó đã chết rồi nha. Cái này thì mình đã test thử rồi, nó rất là hay luôn. Mà xịt nó quản lý những cái con chích hút nè, như dùi vàng á, bọ trị, rất là hay nha. Thì tiếp theo là mình không thể nào thiếu một cái quan trọng là cái khuẩn nha mọi người. Thì có nấm thì phải có khuẩn nha. Mình sẽ xịt cái gói siêu vi khuẩn này nha. Siêu vi khuẩn và nấm nha. Thì cái nấm này mình sẽ đông cho cái cốc 30C đi. Mình sẽ đông cho nó 3 cốc và mình xịt trong cho cái bình 8 lít nha. Thì là nó sẽ làm 90C đó. Mình sẽ đông vào đó. Xịt vào như vậy á thì nó sẽ quản lý được những cái nấm bệnh ha. Thì bây giờ thanh long á thì bây giờ nó ngoại trừ cái nấm đốm nâu á thì nó còn có những cái nấm nó mới á, như là hồi trước nó chỉ có đỏ đầu thôi mà bây giờ nó là nó lại có cái bệnh đỏ đít nữa, xong rồi nó thúi đít luôn. Thì mình thấy là cái thuốc nấm bây giờ mình cũng chưa biết cái nấm nào mà nó đặc trị cái bệnh thúi đít nữa, mình thấy nó bị rất là nhiều ha. Thì mình nên xịt khuẩn vào mỗi giai đoạn luôn nha mọi người. Và mình xịt cái thuốc Piaso này nè, siêu phẩm diệt nấm này, thế hệ mới luôn nha mọi người. Thì mình cũng hy vọng á, là nó sẽ quản lý được cái bệnh thúi đít trên cây thanh long nha, trên trái thanh long nha. Cái bài thuốc của mình xịt chia sẻ cho mọi người coi luôn ha. Đó thì bài xịt bông của mình đơn giản vậy thôi. Thì mình cũng hy vọng là cái lứa bông này mình anh giá thanh long vẫn còn ở lại đợi mình nha. Thì mình cũng chia sẻ lại mọi người nha. Cansibor mình sẽ pha cho 10C, 15C này. 15C cho bình 8 lít nha. Hai gói An Phú Thịnh này, hai gói tay voi. Thiên Long này mình sẽ đông trong cái cốc mình đông cái CC á là 15C cho bình 8 lít nha. Cái này mình sẽ đông cho 120C nha. Mình đông trong cái cốc á, đó là thuốc bột. Còn thuốc nấm á, cái này mình sẽ 1C 1 lít nha. Thì Gali thuốc sâu này mình cũng 1C 1 lít nha. Siêu vi khuẩn nấm mình sẽ đông cho 3 cốc 30C nha. Là 90C đó. Thì mình sẽ đông trong cái ba đầy ba cái cốc đó, mình phải pha cho bình 8 lít nước nha. Rồi ok. Đây là cái video nói về bài thuốc xịt thanh long cử bông lần thứ nhất của mình. Thì mình cũng chia sẻ lại với mọi người về cái bài thuốc mình xịt ha. Thì mình sẽ cập nhật cái tình hình lứa bông này cho mọi người coi ha, sau khi mình xịt ha. Thì nếu mọi người thấy cái video của mình hay á thì mọi người hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo của mình về cây thanh long nha. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha.